Rồi, hôm nay em quay cho cô chú anh chị mình một lô đất tham khảo ha. Hiện trạng này mặt tiền đường nhựa, trước ngoài kia là đường tỉnh lộ 786 cô chú chị ha, sẽ nối liền từ thành phố Tây Ninh về Long An. Ngoài đó là đường nhựa lớn. Lộ dấu ngoài kia là mỗi bên lấy 22 mét ha cô chú chị ha. Thì đất mình ở đây. Từ vị trí này mình sẽ kéo ngang qua 15 mét, hậu này dài như là 50 mét. Thì chủ kêu bán được rồi 90 triệu mét, nay hạ xuống 80. Nói chung là bây giờ cô chú anh chị nào quan tâm thì mình sẽ liên hệ chủ lại ha. Giá cả thương lượng. Hiện tại mặt đường tiền nhựa. Ở đây là mình đi hướng này vô khu trung tâm xã Phước Bình, Bình Thạnh ha, nằm về hai xã cánh tây của thị xã Trảng Bàng. Rồi thẳng luôn là qua khu nghiệp Thành Công. Còn hướng này mình sẽ quẹo phải lên cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thành phố Tây Ninh. Mình quẹo trái mình sẽ về Đức Huệ, Đức Hòa, cửa khẩu Tho Mo. Chú chị ha.